và không tả dâm đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục. Đó. Thuộc về gì? Về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử, thì đó là gì? Đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là bốn khẩu về nghiệp, về miệng, bốn khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là không, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh, vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng quan được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ á, thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.